Lần đầu tiên trong lịch sử đi ăn của tôi, chỉ cần 79.000 thôi là các bạn sẽ được ăn buffet bún đậu và buffet đồ chiên, là 79.000 được hai cái luôn nha, chứ không phải một cái đâu. Và còn hơn thế nữa, theo chân mình ngay nha. Hello mọi người, tụi mình là ăn gì ở Mỹ Tho. Dẫn đường mình sẽ để ở cuối clip, mọi người nhớ theo dõi. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ tới quán mua vé. Người lớn là 79.000, trẻ em là 49.000, không thuế VAT và đặc biệt là không giới hạn thời gian. Ngồi tới khi quán đóng cửa cũng được. Và thí dụ các bạn lấy một lần, các bạn ăn hết, các bạn được quyền lấy nữa. Và các bạn lưu ý nha, lấy bao nhiêu ăn hết bao nhiêu nha, còn dư là sẽ tính tiền thêm đó. Tóm lại thì chỉ cần 79.000 cho người lớn là các bạn có thể ăn thả ga không lo về giá. Đặc biệt kỳ này là các bạn sẽ có buffet đồ chiên với một quầy lai tầm khoảng 40 loại đồ chiên khác nhau. Một điểm cộng ở đây đó là quầy đã được set up lại, có cửa kéo ra kéo vô và đặc biệt là sử dụng máy lạnh luôn nha mọi người. Hiếm có tiệm đồ chiên nào chịu chơi như vậy lắm luôn á. Đầu tiên là đi lấy đồ đựng nè, rồi đồ gấp, ăn bao nhiêu lấy bao nhiêu nha. Mình có thể lấy được nhiều lần. Xong rồi lấy một con số tương ứng với số bàn mọi người sẽ ngồi và đưa cho nhân viên, đặng nhân viên đi chiên. Rồi tiếp theo là mình qua quầy tương, có 4 loại tương là tương cà, tương ớt, tương xí muội và tương đen, có thêm tỏi phi và ớt sa tế. Còn về bún đậu thì các bạn sẽ order từ nhân viên, là tụi mình đi 2 người, ở đây là cái mẹt dành cho 2 người nè. Tụi mình sẽ lấy chén mắm tôm lợi cái quầy để nước chấm hồi nãy, pha đường, pha tắc, bỏ ớt vô thì tùy mọi người. Đây là cái quầy nước nha, có đá viên và đá bào. Nước ngọt thì có Pepsi và Sprite, đặc biệt kỳ này là có đá bào tuổi thơ đó, có nhiều hương lắm, còn có thêm sữa nè. Mọi người muốn mix cái nào chung cũng được. Ăn xong no nê rồi thì mình qua ăn kem. Kem có kem hủ và kem cây. Nói chung là 79.000 mà các bạn được ăn 2 loại buffet cùng một chỗ thì cực kỳ lời luôn á. Bạn nào mà ăn mạnh hả là trời ơi, vô mánh vô mánh. Tụi mình đang ở trên đường Thanh Tâm, chạy qua trường trung học phổ thông Đốc Binh Kiều, chạy tới ngay ngã ba giao với đường Võ Việt Tân. Các bạn quẹo tay trái tầm khoảng 100m bên tay trái sẽ thấy cái bảng cực kỳ bự, đó là buffet chiên khét, nằm ở bên hông sân vận động thị xã Cai Lậy. Các bạn gõ Google Map buffet đồ chiên khét là sẽ ra nha. Địa chỉ cụ thể là số 308 đường Võ Việt Tân, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Mở cửa từ 14 giờ đến 21 giờ. Nguyên đám bạn đứa thèm bún đậu, đứa thèm đồ chiên thì vô đây là quá hợp lý. Đừng quên tag đứa bạn thân vào để cuối tuần này lên kèo nha. Cảm ơn mọi người đã coi đến cuối clip. Còn bây giờ thì bye bye.